Cách dạy con nghiêm khắc của tài tử 79 tuổi vừa có con thứ 7. Mỹ, tài tử Robert De Niro quan niệm, bên cạnh tình yêu thương, phụ huynh cần nghiêm khắc với con trẻ. Robert De Niro mới tiết lộ, ông vừa chào đón người con thứ 7 ở tuổi 79. Trong cuộc phỏng vấn với E! Canada, khi phóng viên Britney Play đề cập đến 6 con, ông cho biết, thật ra là 7 đứa. Tôi vừa có thêm một người con, danh tính người mẹ được giữ bí mật. Vốn là một tài tử chiến thắng nhiều giải thưởng Oscar, nhiều con của ông đã trưởng thành nhưng khi được hỏi về cách dạy con, Robert De Niro khá khiêm tốn, yêu thương nhưng vẫn nghiêm khắc khi cần. Ông tự nhận mình không phải hình mẫu trong mơ của các con. Tôi không nghĩ mình là một người cha thú vị. Các con thường tranh cãi với tôi và đôi lúc chúng hành động không phải phép. Dĩ nhiên điều này sẽ tiếp diễn, nhất là khi tôi có thêm con. Nhưng đó là điều chúng ta phải đối mặt khi làm cha mẹ, ông cho biết. Về vấn đề dạy con, tài tử quan niệm, bên cạnh tình yêu thương, phụ huynh cần nghiêm khắc với con trẻ. Tôi yêu các con, chỉ cần ở bên chúng, tôi thấy mọi khoảnh khắc đều vui vẻ. Tôi không phải là mẫu người thích đặt ra các luật lệ cho con, nhưng đôi khi không có lựa chọn khác, ông nói. Tuy nhiên, nuôi dạy con cái là việc không hề dễ dàng, đặc biệt là khi chúng lớn lên. Nó giống như việc khi bạn dắt con đi học. Khi con càng lớn, chúng càng không muốn nắm tay bạn hay hôn tạm biệt nữa, ông nói. Khuyến khích con tìm ra sở trường. Định hướng nghề nghiệp cho con luôn là vấn đề khiến nhiều cha mẹ băn khoăn, trăn trở và ông cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ông luôn quan niệm rằng cha mẹ nên động viên con phấn đấu, tự tìm ra sở trường, con đường của riêng mình và làm những gì khiến con hạnh phúc. Con muốn trở thành diễn viên cũng được mà đi theo con đường khác cũng không sao, miễn là con hạnh phúc. Hãy thúc đẩy bản thân hơn một chút, làm những gì thực sự muốn làm. Điều quan trọng là tìm ra con đường của riêng mình, ông tâm sự. Trong những người con của ông, chỉ có Drena và Julian bén duyên với nghệ thuật. Lafo thể hiện đam mê kinh doanh ngay từ khi còn đi học. Không đi theo con đường truyền thống của gia đình, Lafo tự thành lập công ty môi giới bất động sản ở New York và thăng tiến trong ngành bất động sản. Năm 2016, Robert tiết lộ rằng một trong những người con của ông mắc chứng tự kỷ. Thay vì cố gắng giấu đi, Robert thể hiện là người cha luôn nỗ lực động viên con, giúp con tìm ra sở trường. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết định hướng tìm công việc tương lai phù hợp với trẻ là một trong những khó khăn của các bậc cha mẹ. Với những ai có con có nhu cầu đặc biệt thì gặp phải nhiều thách thức hơn. Con tôi rất thích quần vợt, tôi cổ vũ con và thật may con tự tin hơn khi đến với bộ môn này. Chơi quần vợt giúp con rất nhiều và con thực sự giỏi trong môn thể thao này. Robert có một con với người vợ đầu Dia Abbott Raffo, 46 tuổi và nhận nuôi con gái Drena. Cặp đôi ly hôn vào năm 1988 sau hơn một thập kỷ bên nhau. Ông là cha của cặp song sinh Julian và Aaron, 27 tuổi, với người tình Tuki Smith. Năm 1997, ông kết hôn với vợ thứ hai Grace Hightower, có hai con là Elliot, 25 tuổi, và Helen, 11 tuổi.